chứ có 4 người thế à? Cái vali này là của tao. Chúng mày cứ ở đây để mình gặp cân hết. Tụi mày được khinh địch. Nó bắn cho vỡ mồm, không có răng mà ăn cơm đâu. Có con kẹt thì phải sợ. Easy game lắm bọn mày. Bọn mình có 3 người cơ mà, tao có đếp gì? Đồ ngu, nắm vào đi! Bọn mình là mấy tao! Tana.